Việc người dân hai đầu cầu Bến Thủy 1 được giảm 100% giá vé qua cầu Bến Thủy 1 đã được người dân hân hoan đón nhận. Thế nhưng, BOT đường Chánh Vinh lại đặt ra thủ tục đăng ký làm thẻ đối với các phương tiện giao thông trong diện được miễn giảm. Doanh nghiệp BOT đường Chánh Vinh lại không thực hiện tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục giá vé mà đẩy trách nhiệm làm hồ sơ miễn phí qua cầu cho chính quyền địa phương. Trước đó, tại trụ sở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông và một số đơn vị khác liên quan đến việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Bến Thủy 1. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất ngày 24 tháng 4 sẽ giảm 100% giá vé BOT cho một số huyện Hà Tĩnh và Nghệ An qua cầu Bến Thủy 1. Cụ thể, sẽ giảm 100% phí với các phương tiện loại 1 và loại 2 của chủ sở hữu, có hộ khẩu thường trú hoặc các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính tại thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, giảm 100% phí đối với các phương tiện xe buýt. Sau khi có quyết định miễn phí hoàn toàn đối với các phương tiện giao thông khi qua cầu Bến Thủy 1 của Bộ Giao thông Vận tải cho người dân ở các khu vực thành phố Vinh, huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, BOT đường Chánh Vinh đã yêu cầu các chủ phương tiện có hộ khẩu ở các địa phương nói trên làm hồ sơ đăng ký làm thẻ để được miễn phí qua cầu. Sau đó, tại trạm khu vực nhà điều hành trạm thu phí Bến Thủy thuộc khối 1, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An, hàng trăm người dân thuộc diện miễn phí qua cầu đã được xếp hàng từ rất sớm để làm thủ tục giảm phí sử dụng đường bộ qua trạm thu phí cầu Bến Thủy 1. Vì thời gian làm thủ tục do BOT Chánh Vinh ấn định sắp hết hạn, tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày người dân xếp hàng làm thủ tục giảm phí, ngày 13 tháng 4 chi nhánh BOT Bến Thủy đã có thông báo rắn tại khu vực nhà điều hành thu phí cầu Bến Thủy với nội dung: kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2017, chi nhánh BOT tuyến Chánh Vinh không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục để giảm giá vé nữa. Việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục trong thời gian tới sẽ do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm tiếp nhận xử lý, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn được giảm giá. Ông Tô Trọng Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Senco 4 cho biết, hiện nay do chưa có thông báo chính thức của Bộ Giao thông Vận tải, giao cho địa phương hay doanh nghiệp thực hiện xử lý hồ sơ, thủ tục cho các phương tiện trên địa bàn được miễn giảm 100%, nên doanh nghiệp có thông báo dừng không tiếp nhận hồ sơ, chờ có thông báo phân công cụ thể giao cho bên nào tiếp nhận của Bộ Giao thông Vận tải thì sẽ tiếp tục nhận. Còn trong thông báo của chi nhánh BOT, có ghi việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục trong thời gian tới sẽ do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý là thực hiện theo đúng kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 14 tháng 4. Trước đó, chi nhánh BOT tuyến Chánh Vinh đã làm thủ tục cấp thẻ giảm 50% giá sử dụng đường bộ theo văn bản số 3492 ngày 3 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải. Đến ngày 14 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định giảm 100% giá vé qua cầu, nên chi nhánh BOT đã giảm và xin ý kiến chỉ đạo và thống nhất tạm tiến hành cấp thẻ giảm giá như văn bản số 3492. Thế nhưng, sẽ thay đổi mức giảm từ 50% thành 100% và đến ngày 13 tháng 4 thì dừng lại để chờ văn bản từ Bộ Giao thông Vận tải. Được biết, chiều ngày 13 tháng 4, đại diện Senco 4 chi nhánh BOT tuyến Chánh Vinh cùng đại diện lãnh đạo 4 huyện thành, thị trong khu vực được miễn giảm có buổi họp với nhau nhưng chưa thể thống nhất được hướng giải quyết. Thế nhưng thông báo không tiếp nhận hồ sơ, thủ tục giảm giá vé cầu được chi nhánh BOT Chánh Vinh dán công khai từ trước khi cuộc họp diễn ra.